Chào toàn thể các bạn đã quay trở lại với kênh shop đồ chơi xe máy Trung Mỹ và mình là Quy Black. Ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ và giới thiệu với các bạn một con xe đấy, và con xe này thì nó không có gì đặc biệt cả, mà cái đặc biệt mà mình muốn chia sẻ với tất cả các bạn nó là nằm ở dưới đây, đó là Cable Tân Hòa đấy. Nó là một huyền thoại đã bị lãng quên trong một thời gian rất là dài, và ngày hôm nay mình được ví giống như là một nhà khảo cổ học và đã nhặt được cái viên ngọc quý để mình mài giũa lại. Và bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với tất cả các bạn một lần nữa về Cable Tân Hòa này, để cho tất cả các bạn cùng được hiểu rõ. Những bạn nào đã hiểu rồi thì hiểu thêm, và những bạn nào chưa biết thì hôm nay sẽ biết và rõ hơn về Cable Tân Hòa. Cable Tân Hòa thì chia sẻ với tất cả các bạn là, thứ nhất là mã của Cable Tân Hòa cực kỳ đẹp, thứ hai nữa là về độ bền, về cái độ dày đấy, và cân nặng của Cable Tân Hòa thì rất là ok. Riêng một cái Cable Tân Hòa như này nó rơi vào tầm 4 cân, và nếu như mà cái tiếng của nó nổ ấy thì anh em khỏi phải chê. Anh em mạng hay có cái câu là anh yêu em không hề nói phép, tình chúng mình căng đét như 2543. Nhưng mà nói thật với tất cả các bạn là cái cây đợi, cái tô 2543 ấy mà gặp cây này ấy thì nó giống như là 19110. Mình không dám nói là Cable Tân Hòa, Cable 2543 hay hơn hay là Cable Tân Hòa hay hơn, nhưng mà mỗi một cây nó sẽ có một cái âm thanh nghe khác nhau. Mỗi một cây nó cho ra một cái âm thanh của một cái bô, một cái tiếng bô nó khác nhau. Và ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cái tiếng bô móc hết vách, hết cỡ, hết gọi là hết của loại hết cho tất cả các bạn cùng nghe. Và trước khi mà mình muốn quay cho các bạn nghe thử tiếng bô thì cái chiếc xe này hiện tại bây giờ mới đi được khoảng 17 cây. Từ trên hãng đổ về đây là được 17 cây và đã tháo bô zin và lên bô Tân Hòa. Và bây giờ thì mình sẽ cho các bạn nghe thử cái tiếng bô này như thế nào. Được chưa ạ? Bô Tân Hòa móc hết vách. Thực sự với các bạn là khi mà mình mở cái tiếng bô này ở ngoài ấy, thì mình không thể nghe nổi, bởi vì là nó quá đanh, nó quá to và nó thật là siêu to khổng lồ, các bạn thấy không? Và bây giờ thì mình sẽ cho các bạn nghe mà mình vê hết ga lên xem nó như thế nào anh em nhá. Bô này rung bần bật luôn. Thì ok anh em nhá, tại vì là nghe nó nghe cũng hơi chuẩn rồi đấy, hơi điên tai tí rồi đấy. Thì sợ là mình mở to quá thì là anh em bên kia nó cho gạch đá vào, Tết này chưa có nhu cầu xây nhà đấy. Thì ngày hôm nay thì mình chia sẻ với tất cả các bạn về cái cây bô Tân Hòa này, và cho các bạn thẩm âm nghe thử cái tiếng bô mà móc hết vách, gọi là hết cỡ luôn của nó anh em. Thì ngày hôm nay xong rồi cho xe máy Trung Mỹ chia sẻ lại với tất cả anh em, để cho anh em biết thêm về cây bô này. Ok, thì cho anh em nghe lại một lần nữa để kết thúc video nhá.